ABZAC, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay ABZAC. Xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Hôm nay thì cô Hạnh lại tiếp tục quay lại và đồng hành cùng các bạn trong bài số 8 trong chương 3 hình học lớp 9 của chúng ta. Và trước khi vào bài mới ngày hôm nay thì cô sẽ tiến hành kiểm tra bài cũ nhé. Bây giờ các bạn hãy trả lời cho cô câu hỏi mà chúng ta đã được học như sau. Đó là câu đầu tiên, nhắc lại khái niệm về đường tròn nội tiếp tam giác, đường tròn ngoại tiếp tam giác, nêu cách xác định tâm của đường tròn đó. Vậy thì chúng ta đã được học ở trong kỳ 1 của lớp 9 rồi đúng không nào? Đầu tiên là về đường tròn nội tiếp tam giác. Để xác định được, nhiều bạn là nhầm lẫn giữa đường tròn nội tiếp và đường tròn ngoại tiếp. Vậy thì các bạn đừng quên cho cô cái câu đó là gì nhỉ? Nội phân ngoại trực, đúng không? Đó là gì? Nội phân tức là đường tròn nội tiếp thì sẽ giao của là ba đường phân giác, đúng không? Còn ngoại trực tức là tâm đường tròn ngoại tiếp thì sẽ giao của ba đường trung trực, nhớ nhá. Rồi, đầu tiên là về đường tròn nội tiếp thì đường tròn nội tiếp của tam giác sẽ là đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của tam giác, nhớ nhá, tiếp xúc với ba cạnh. Tiếp xúc với các cạnh này thì tức là gì nhỉ? Là nó sẽ có một điểm chung với các cạnh này, đúng không? Rồi, tiếp theo là cách xác định tâm của đường tròn nội tiếp tam giác thì chúng ta cũng nhớ rồi, nội phân tức là giao của ba đường phân giác trong của tam giác, đúng không nào? Rồi, và khi vẽ thì chúng ta sẽ chỉ cần vẽ hai cái đường phân giác trong thôi, sau đó xem là tìm giao điểm của hai đường phân giác đó thì các bạn sẽ xác định được tâm, đúng không? Vì sao? Vì là gì? Ba đường phân giác trong của tam giác thì nó sẽ đồng quy tại một điểm. Giao của hai đường thì chắc chắn đường còn lại nó sẽ đi qua cái điểm đó, đúng không nào? Rồi, đó là về đường tròn nội tiếp của tam giác. Tiếp theo là về đường tròn ngoại tiếp của tam giác thì ngoại trực tức là đường tròn đi qua, tức là tâm của đường tròn ngoại tiếp sẽ là giao của ba đường trung trực của tam giác, đúng không nào? Đầu tiên là chúng ta sẽ có cái khái niệm về đường tròn ngoại tiếp tam giác. Đường tròn ngoại tiếp tam giác thì sẽ là đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác, như thế nào? Rồi, và đường tròn ngoại tiếp tam giác thì xác định tâm của nó bằng cách là lấy giao điểm của các đường trung trực của các cạnh của tam giác, thế nào? Nhớ nhá, trung trực của các cạnh. Và ở đây thì các bạn sẽ thấy là để vẽ được đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC thì cô chỉ cần xác định hai cái đường trung trực của cạnh AC và cạnh gì đấy? AB thôi, đúng không? Hai cái đường trung trực này nó cắt nhau tại điểm O thì O chính là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Đó, rồi. Vì sao cô lại không vẽ ba cái đường trung trực? Vì là khi vẽ ba hình thì nó sẽ rối và chúng ta sẽ thấy khó khăn trong cái việc chứng minh các cái ý tiếp theo của bài toán, đúng không nào? Rồi, đó chính là các cái đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp của tam giác. Vậy thì đối với một cái đa giác bất kỳ thì sao? Nó có đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp hay không? Thì câu trả lời sẽ có trong bài học ngày hôm nay. Đó là bài số 8, đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp nhá. Rồi, bây giờ các bạn sẽ quan sát các hình vẽ sau và trả lời cho cô các câu hỏi nhá. Đầu tiên này, các bạn sẽ quan sát cho cô cho một cái hình vuông ABCD như thế này. Đó. Rồi, quan sát cho cô cái hình vẽ bên và nhận xét về quan hệ giữa hình vuông và cái đường tròn tâm O này. Các bạn sẽ thấy ngay được cho cô rằng là gì? Là đường tròn tâm O này thì đi qua bốn đỉnh của hình vuông, đúng không? Hay nói cách khác, cái hình vuông ABCD này nội tiếp đường tròn tâm O. Và một cách khác nữa đó là đường tròn tâm O ngoại tiếp hình vuông ABCD, đúng không nào? Rồi, vậy tiếp tục lại trả lời cho cô câu hỏi là đường tròn ngoại tiếp của hình vuông vuông là đường tròn như thế nào? Chúng ta sẽ trả lời được ngay. Đường tròn ngoại tiếp hình vuông là đường tròn đi qua cả bốn đỉnh của hình vuông, đúng không nào? Đó, các bạn sẽ trả lời cho cô nhé. Đường tròn ngoại tiếp hình vuông là đường tròn đi qua bốn đỉnh của hình vuông. Tiếp tục lại trả lời cho cô. Quan sát cho cô cái hình vẽ ở trên bảng và nhận xét cho cô về cái đường tròn tâm O và hình vuông ABCD.
À, ở đây thì chúng ta lại thấy ngay rằng là đường tròn tâm O này thì nội tiếp hình vuông ABCD, đúng không? Đó. Và các bạn sẽ thấy được cho cô là cái đường tròn tâm O này nó tiếp xúc với cả bốn cạnh của hình vuông ABCD, đúng không? Thế vậy thì khi đó chúng ta sẽ nói rằng đường tròn tâm O sẽ nội tiếp hình vuông ABCD. Vậy thì đường tròn nội tiếp của hình vuông là đường tròn như thế nào? Trả lời được ngay. Đường tròn nội tiếp hình vuông là đường tròn tiếp xúc với cả bốn cạnh của hình vuông, đúng không nào? Đó, rồi. Và tiếp theo chúng ta sẽ có này, cô có là cô gọi R lớn là bán kính của đường tròn ngoại tiếp hình vuông ABCD, còn R nhỏ là bán kính của đường tròn nội tiếp hình vuông ABCD. Vậy khi đó cô sẽ có thể có được cái công thức liên hệ giữa R lớn và R nhỏ như sau, là R nhỏ thì sẽ bằng R lớn nhân căn 2 tất cả chia cho 2. Chưa? Các bạn có thể dễ dàng chứng minh được bằng cách như sau. Xét cho cô tam giác vuông này, đúng không? Có OB là gì đây? Có OB là gì? Là cạnh huyền. R này là R nhỏ. Vậy các bạn sẽ tính được cho cô R nhỏ sẽ bằng R lớn nhân căn 2 rồi chia 2. Được chưa? Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ lại có này. Vậy thì một cách tổng quát thì các bạn sẽ thấy rằng là gì? Thế nào là đường tròn ngoại tiếp đa giác? Thế nào là đường tròn nội tiếp đa giác? Vì chúng ta thấy là hôm trước chúng ta được học về tam giác rồi. Hôm nay vừa rồi chúng ta lại tìm hiểu về hình vuông là một tứ giác, đúng không? Vậy thì bây giờ một đa giác bất kỳ thì nó sẽ có cái đường tròn ngoại tiếp cái đa giác đó, cũng như là có đường tròn nội tiếp đa giác đó, đúng không nào? Vậy thì cụ thể cái khái niệm về đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp của đa giác như thế nào thì các bạn sẽ cùng đi vào cho cô phần định nghĩa nhá. Cô sẽ có này, định nghĩa đường tròn đi qua tất cả các đỉnh của một đa giác thì sẽ được gọi là đường tròn ngoại tiếp đa giác đó. Và đa giác thì trong trường hợp đó sẽ được gọi là đa giác nội tiếp đường tròn, đúng không? Nhớ là đường tròn đi qua tất cả các đỉnh của đa giác thì được gọi là đường tròn ngoại tiếp đa giác. Và nói ngược lại thì đa giác sẽ nội tiếp ở trong cái đường tròn đó, đúng không nào? Rồi, tiếp theo là thứ hai, đường tròn mà tiếp xúc với tất cả các cạnh của đa giác thì được gọi là đường tròn nội tiếp đa giác. Và ngược lại, đa giác đó sẽ được gọi là đa giác ngoại tiếp đường tròn. Chưa? Nhớ cho cô về cái định nghĩa về đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp và cách nói đa giác nội tiếp, đa giác ngoại tiếp đường tròn nhé. Bây giờ các bạn sẽ áp dụng và làm cho cô câu hỏi chấm sau nhé. Câu hỏi chấm này thì sẽ có 4 ý A, B, C, D, đúng không? Đầu tiên là ý A, để bài yêu cầu chúng ta vẽ đường tròn tâm O bán kính R bằng 2cm. Vậy các bạn sẽ dễ dàng vẽ được cho cô. Và các bạn sẽ quan sát lên trên bảng này. Đó, cô sẽ vẽ một cái đường tròn tâm O bán kính bằng 2cm, đúng không? Tiếp theo là câu B. Câu B, người ta yêu cầu chúng ta vẽ một lục giác đều A, B, C, D, E, F có tất cả các đỉnh nằm trên đường tròn tâm O. Đó, hay nói cách khác là sẽ vẽ cái lục giác đều này nội tiếp đường tròn tâm O, đúng không? Giả sử cô có cái hình vẽ mà cô cần vẽ như thế này. Cái lục giác đều A, B, C, D, E, F, đúng không? Và cái lục giác đều này thì nội tiếp đường tròn tâm O có bán kính bằng 2cm. Vậy thì các bạn sẽ quan sát cái hình minh họa của chúng ta trước để chúng ta sẽ phân tích tìm ra cách vẽ nhé. Thế thì các bạn sẽ quan sát thấy cho cô này, cả cái đường tròn này của chúng ta thì sẽ có số đo bằng 360 độ, đúng không? Rồi thì tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây là lục giác đều, đúng không? Lục giác đều thì tức là có 6 cạnh. Đó, 6 cạnh phải đều bằng nhau. Đó, 6 cạnh đều bằng nhau tức là cái 6 dây của cái đường tròn này là dây AB, BC, CD, DE và EF, FA thì đều bằng nhau, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ suy ra được là các cái dây này bằng nhau thì sẽ căng các cung bằng nhau, đúng không? Suy ra cung AB sẽ bằng cung BC, bằng cung CD, bằng cung DE, bằng cung EF, bằng cung FA.
FA, đúng không? Thế 6 cái cung này bằng nhau thì suy ra số đo của 6 cung này sẽ bằng nhau. Mà số đo 6 cung bằng nhau, mà tổng số đo của 6 cung này bằng 360 độ. Vậy số đo của từng cung sẽ là 360 chia 60 thì sẽ bằng bao nhiêu các em nhỉ? Bằng 60, đúng không? Vậy thì giả sử cô sẽ có được số đo của cung AB này bằng bao nhiêu rồi? Số đo cung AB này bằng 60, đúng không? Mà số đo cung bị chắn này nó sẽ bằng số đo của cái góc ở tâm là góc AOB, đúng không nào? Rồi, vậy từ đó các bạn sẽ xét cho cô tam giác ABO là tam giác cân tại O vì OA bằng OB cùng bằng bán kính. Tiếp theo chúng ta lại có góc AOB là bằng 60 độ rồi. Vậy tam giác cân mà có một góc bằng 60 độ, suy ra tam giác đó sẽ là tam giác gì các em nhỉ? Tam giác đều, đúng không? Tam giác ABO là tam giác đều. Tương tự tam giác BOC, COD, DOE, EOF và FOA cũng là các tam giác đều. Và các tam giác đều này thì có các cạnh là bằng 2 cm, đúng không? Rồi, đến đó các bạn hiểu rồi nhá. Thế thì tam giác đều này thì các bạn sẽ thấy là suy ra các cái cạnh AF sẽ bằng FE bằng ED bằng CD bằng BC bằng AB sẽ bằng 2 cm, đúng không? Vậy bây giờ để vẽ được cái lục giác đều thì khi đó cô sẽ vẽ các cái cung tròn. Đây, ví dụ từ cái điểm B này nhá, các bạn sẽ quan sát đây. Giả sử từ cái điểm này cô muốn xác định cái đỉnh tiếp theo của cái lục giác thì cô sẽ dùng compa. Sau đó cô sẽ đo một cái bán kính. Đó, cô sẽ quay một cái cung tròn có bán kính là mấy các em nhỉ? Là 2 cm, đúng không? Đó, các bạn quan sát nhá. Đây. Đây, các bạn sẽ quan sát đây. Nhìn lại này. Đó, cô sẽ quay một cái cung tròn có bán kính bằng 2 cm và nó sẽ cắt đường tròn tại một điểm, vậy cô đặt là điểm B. Tương tự như thế, tiếp tục cô lại dùng compa và tâm của cái cung tròn tiếp theo, cung tròn này có bán kính bằng 2 cm và cô sẽ đặt cái tâm đó tại điểm B thì cô sẽ lại xác định được điểm C, đúng không nào? Đó, đây là vị trí của điểm C. Tiếp tục tương tự, từ C cô lại vẽ một cung tròn bán kính bằng 2 cm thì xác định được điểm D, tương tự là EF, đúng không? Đó. Vậy từ đó cô sẽ thu được một cái lục giác đều ABCDEF. Đó, được chưa? Và cái lục giác đều này nó sẽ nội tiếp đường tròn tâm O, đúng không nào? Đó, đây. Đây là cô đã trình bày cái giải thích để cách vẽ tại sao cô lại vẽ như vậy. Vì cô có tam giác AOB là tam giác đều này, do OA bằng OB là tam giác cân, đúng không? Rồi góc AOB bằng 60 độ thì vừa rồi cô đã giải thích vì sao rồi, đúng không? Nên cô sẽ suy ra là tam giác này đều, vậy thì AB sẽ bằng AO bằng OB đều bằng 2 cm. Vậy từ đó thì cô sẽ quay các cái cung tròn có bán kính bằng 2 cm để xác định được các đỉnh của lục giác đều như vậy. Chưa? Rồi. Đó chính là ý B của chúng ta. Tiếp theo là ý C, các bạn sẽ quan sát này. Vì sao tâm O cách đều, đây tâm O của chúng ta cách đều các cạnh của lục giác đều này, gọi khoảng cách đó là R. Tại sao tâm O này lại cách đều các cạnh của lục giác đều này các em nhỉ? Vì chúng ta sẽ thấy được rằng là gì? Đây, các bạn sẽ thấy các cái dây AB, BC, CD, DE, EF và FA của đường tròn này bằng nhau, đúng không? Các dây mà bằng nhau thì là khoảng cách từ tâm tới các dây nó sẽ bằng nhau, đúng không? Nhớ cái mối liên hệ giữa khoảng cách từ tâm đến dây chưa nào nhỉ? Hai dây bằng nhau thì khoảng cách từ tâm tới hai dây đó sẽ bằng nhau. Chưa? Đó, đây. Theo tính chất về dây và khoảng cách từ tâm đến dây thì cô sẽ có là AB bằng BC bằng CD bằng DE bằng EF bằng FA. Vậy cô sẽ suy ra khoảng cách từ tâm O đến các cái cạnh này sẽ là bằng nhau. Và người ta gọi cái khoảng cách này là R. Vậy thì tức là gì? Là từ O đến CD, khoảng cách từ O đến CD sẽ bằng R. Từ O đến CD sẽ bằng DE sẽ bằng R. Tương tự như thế, khoảng cách từ O tới các cạnh còn lại của lục giác đều sẽ là bằng nhau, đều bằng R, đúng không? Rồi,
Tiếp theo là câu D. Khi đó các bạn hãy vẽ cho cô đường tròn tâm O bán kính R. Đó, bạn sẽ vẽ được ngay này. Được chưa? Rồi. Và đến đây thì các bạn sẽ thấy rằng là đường tròn tâm O bán kính R này nó có vị trí như thế nào đối với lục giác đều ABCDEF nào? À, chúng ta sẽ thấy ngay đường tròn tâm O bán kính R nhỏ này nó nội tiếp cái lục giác đều ABCDEF. Được chưa? Đó. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ hỏi rằng là gì? Có phải bất kỳ đa giác nào cũng có thể nội tiếp được đường tròn hay không? À không, đúng không? Cô lấy ví dụ như thể là hình bình hành cũng là một đa giác, đúng không? Và cái đa giác đó thì không nội tiếp được đường tròn. Đó. Tương tự như thế, ví dụ như hình thang vuông cũng không nội tiếp được đường tròn. Vậy thì câu hỏi đặt ra là những cái đa giác như thế nào thì luôn có cả đường tròn nội tiếp và đường tròn ngoại tiếp. À, trước khi đó thì các bạn sẽ thấy là ta đã biết là tam giác đều này, hình vuông, lục giác đều thì có cả đường tròn có ngoại tiếp và có cả đường tròn nội tiếp, đúng không? Đó. Vậy thì những đa giác như thế nào thì luôn luôn có cả hai cái đường tròn này, đó là đường tròn nội tiếp và đường tròn ngoại tiếp. À, chúng ta sẽ thấy ngay là những cái đa giác đó là đa giác nào nhỉ? Đa giác đều, đúng không? Từ đó các bạn sẽ rút ra được cho cô định lý như sau. Định lý đầu tiên là bất kỳ đa giác đều nào cũng sẽ có một và chỉ một đường tròn ngoại tiếp và sẽ có một và chỉ một đường tròn nội tiếp. Nhớ nhá. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ rút ra được cho cô một cái chú ý như sau. Đó là trong đa giác đều, tâm đường tròn ngoại tiếp và tâm đường tròn nội tiếp thì sẽ trùng nhau và được gọi là tâm của đa giác đều. Được chưa nào? Đó. Hay nói cách khác là chúng ta sẽ thấy là tâm của đường tròn ngoại tiếp và tâm của đường tròn nội tiếp của đa giác thì nó là hai cái đường tròn gì nhỉ? Đồng tâm, đúng không? Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cho cô cái định lý trong bài học ngày hôm nay để làm cho cô các bài tập sau nhé. Bài 61 trong sách giáo khoa của chúng ta như sau. Câu A, vẽ đường tròn tâm O bán kính bằng 2 cm, đúng không? Vậy các bạn sẽ dễ dàng vẽ được đường tròn tâm O bán kính bằng 2 cm, được chưa? Và ở vẽ trên bảng này thì cô sẽ tượng trưng thôi. Và khi các bạn vẽ trong vở thì chúng ta sẽ vẽ chính xác nhé. Đầu tiên là các bạn sẽ xác định cho cô cái tâm O trước này. Chưa? Đây, câu A. Đúng không? Trước tiên là các bạn sẽ đánh dấu cho cô tâm trước. Sau đó thì chúng ta sẽ đặt cái compa như thế này. Sau đó để vào trong cái thước thẳng, đúng không? Và xác định là từ cái phần nhọn của compa này, mình sẽ cho nó trùng với số 0 của thước. Và ở đằng bên cái bút của chúng ta, ở đây cô dùng phấn, đúng không? Thì sẽ trùng với số 2 cm. Vậy chúng ta sẽ quay một cái cung tròn thì chúng ta sẽ được một cái đường tròn bán kính bằng 2 cm. Rồi, đây chính là đường tròn tâm O và bán kính bằng 2 cm. Rồi bây giờ cô sẽ vẽ cái bán kính nhé. Đây, 2 cm này. Rồi, tiếp theo câu B, vẽ hình vuông nội tiếp đường tròn tâm O ở câu A. Bây giờ để vẽ một cái hình vuông nhé. Nhớ là hình vuông của chúng ta là một tứ giác có 4 góc vuông, đúng không? Và có 4 cạnh bằng nhau. Vậy thì khi đó chúng ta sẽ phải vẽ cho cô như thế nào đây? Có 4 cạnh bằng nhau thì tức là 4 cái cạnh đó nó sẽ chia thành là gì nhỉ? 4 cái đỉnh của hình vuông nó sẽ chia thành 4 cái cung tròn bằng nhau, đúng không? 4 cái cung tròn bằng nhau, chia đường tròn này thành 4 cung tròn bằng nhau. Vậy thì khi đó chúng ta sẽ vẽ như thế nào? Cô sẽ làm như sau. Cô sẽ vẽ hai cái đường kính này vuông góc với nhau tại tâm O. Được chưa? Mô. Đó. Vậy thì khi đó các bạn sẽ thấy là đường tròn này sẽ chia ra bởi thành là 4 cái cung tròn bằng nhau. Mà 4 cái cung bằng nhau thì sẽ căng 4 cái dây bằng nhau, đúng không? Rồi. Đó, bây giờ cô sẽ nối 4 cái đỉnh này vào thì cô sẽ được cái hình vuông ABC
D. Đó. Rồi. Đó, dựa vào cái dấu hiệu của hình vuông, đó là gì, cái tính chất của hình vuông là có bốn cạnh bằng nhau, thì chắc chắn là cô sẽ phải suy ra cô sẽ phải xem là gì, vẽ làm sao cho đường tròn này nó sẽ chia làm bốn cái cung tròn bằng nhau, đúng không? Và dựa vào tính chất thứ hai là hình vuông thì có hai đường chéo vuông góc với nhau, vậy thì cô cũng sẽ phải vẽ hai cái đường kính vuông góc với nhau như thế này, vậy cô sẽ được cái hình vuông cô gọi là A, B, C, D nhá. Chưa? Rồi, tiếp theo là câu C. Tính bán kính R của đường tròn nội tiếp hình vuông ở câu B, rồi vẽ đường tròn tâm O bán kính R. Đó, tức R nhỏ là đường tròn nội tiếp hình vuông ở câu B, đúng không? Vậy bây giờ các bạn sẽ thấy là câu C, đề bài yêu cầu chúng ta tính bán kính R của đường tròn nội tiếp hình vuông ở câu B, rồi vẽ đường tròn tâm O bán kính R, đúng không? Vậy trước hết thì chúng ta sẽ phải xác định cho cô xem là cái bán kính của đường tròn này như thế nào, đúng không? Cũng như là xác định được cái tâm của đường tròn nội tiếp của hình vuông ABCD này trước đã. Thế thì bây giờ các bạn sẽ quan sát thấy cho cô. Cô sẽ kẻ này. Cô sẽ kẻ OH vuông góc với gì đây? BC. Đó. OH vuông góc với BC. Vậy thì khi đó OH chính là khoảng cách từ tâm O tới BC, đúng không? Mà các bạn lại thấy rằng là bốn cái cạnh AB bằng BC bằng CD bằng DA, vì đây là các cạnh của hình vuông. Vậy thì tức là chúng ta sẽ suy ra là gì? Bốn cái dây của đường tròn này bằng nhau, thì suy ra khoảng cách từ tâm tới bốn cái dây đó sẽ bằng nhau, đúng không? Tức là cái đoạn OH này chính là cái khoảng cách từ cái tâm O tới bốn cái đoạn thẳng này, đúng không? Vậy thì tức là OH chính là bán kính của đường tròn tâm O. Đúng chưa? Và chúng ta lại có là gì đây? Là tâm O này cũng chính là tâm đường tròn nội tiếp của tứ giác ABCD. Vậy bây giờ cô sẽ có nhá. Nào, xét cho cô nào. Trước tiên cô sẽ kẻ nhá. Kẻ OH vuông góc với BC tại H này. Rồi, cô sẽ có là từ đây cô sẽ suy ra là OH là khoảng cách từ tâm O đến gì đây nhỉ? Đến BC. Đúng không? Mà bây giờ chúng ta lại có là mà AB lại bằng BC bằng CD và bằng DA. Đúng không? Vì ABCD là hình vuông. Được chưa? Rồi, từ hai điều này bây giờ cô sẽ suy ra được điều gì nhỉ? Cô sẽ suy ra là OH chính là bán kính của đường tròn. OH là bán kính của đường tròn nội tiếp. Bán kính của đường tròn nội tiếp hình vuông ABCD. Và ngoài ra chúng ta lại có là gì? Và O chính là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác, cái tứ giác ABCD, đúng không? Và O là tâm đường tròn nội tiếp hình vuông ABCD. Rồi, đó. Và ở đây OH của chúng ta chính là bằng R. Chưa? Thế bây giờ tính R này như thế nào thì các bạn sẽ thấy được cho cô này. Trước hết ở đây các bạn sẽ có là gì đây? Các bạn sẽ có hai cách tính, đúng không? Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy tam giác OBC của chúng ta là tam giác như thế nào em nhỉ? Tam giác vuông tại O, đúng không? Tam giác này mà vuông tại O thì các bạn sẽ thấy được là gì đây? Có cạnh OC bằng mấy rồi? OC bằng 2 này. Tiếp theo các bạn có tính được OB không? Có, đúng không? OB chắc chắn cũng sẽ bằng OC và cũng bằng 2. Được chưa nào?
Rồi, vì chúng ta thấy rằng là gì? Hình vuông ABCD thì có hai đường chéo vuông góc với nhau và sẽ cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Thế thì OC của chúng ta là bán kính, vậy OB cũng là bán kính, OC là bán kính, vậy là bằng 2 này. Vậy chúng ta sẽ thấy là tam giác OBC là tam giác vuông cân tại O, đúng không? Đây, cân này, vuông này, vuông cân. Thì khi đó chúng ta thấy là trong tam giác cân thì đường cao đồng thời là trung tuyến, đồng thời là phân giác, trung trực, đúng không? Vậy chúng ta sẽ có là gì? Tam giác này vuông thì các bạn sẽ Pythagore các bạn tính được cho cô BC. BC các bạn sẽ tính là bằng là gì nhỉ? BC bình phương là bằng 2 bình phương cộng 2 bình phương. Vậy BC sẽ bằng 2 căn 2. Sau khi tính được BC rồi, chúng ta thấy có OH là đường cao, đồng thời sẽ là đường trung tuyến. Hoặc là các bạn có thể sử dụng cái tính chất đường trung tuyến trong tam giác vuông là trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền sẽ bằng nửa cạnh huyền. Tức là OH sẽ bằng nửa của BC. Đó, OH bằng nửa của BC, vậy sẽ bằng 2 căn 2 chia 2. Vậy OH sẽ bằng căn 2. Từ đó xác định được R. Chưa? Rồi, bây giờ cô sẽ có nhá. Đầu tiên cô sẽ xét tam giác này. Xét tam giác OBC vuông, vuông cân tại đâu nhỉ? Vuông cân tại O, đúng không? Mở ngoặc vì là OB bằng OC bằng R bằng 2 cm, đúng không? Tiếp theo là chúng ta lại có là gì? Hai đường chéo của hình vuông. Hình vuông thì vuông góc với nhau. Rồi bây giờ cô xét cái tam giác vuông này thì cô sẽ có này. Đó là gì? Theo Pythagore cô sẽ có nhá. Đầu tiên là BC bình phương thì sẽ bằng OB bình phương cộng với OC bình phương. Mở ngoặc theo định lý Pythagore. Rồi vậy từ đây cô sẽ tính được là suy ra BC sẽ bằng căn bậc 2 của OB bình phương là 2 bình phương cộng với OC bình phương là 2 bình phương. Vậy kết quả sẽ bằng 2 căn 2. Đúng không? Đây, 2 bình phương là 4 cộng 4 thì sẽ bằng 8. 8 vậy sẽ bằng 2 căn 2. Đơn vị ở đây là cm. Sau khi tính được BC rồi cô lại có này. Vì tam giác OBC là tam giác vuông cân tại O, đúng không? Từ đó cô sẽ suy ra OH là đường cao đồng thời là đường trung tuyến nhá. Vì tam giác OBC vuông cân tại đâu nhỉ? Tại O, nên OH là đường cao đồng thời là đường trung tuyến. Là đường trung tuyến. Đây là câu C của chúng ta, đúng không? Thế đồng thời là đường trung tuyến thì cô sẽ suy ra là gì đây nhỉ? OH là đường trung tuyến, vậy cô sẽ suy ra là OH sẽ bằng gì đây? Bằng nửa cạnh huyền là bằng 1/2 của BC. Theo tính chất đường trung tuyến đúng không? Vậy nó sẽ bằng 1/2 nhân với bao nhiêu? BC là 2 căn 2. Vậy kết quả sẽ bằng căn 2 cm. Rồi, OH bằng căn 2, vậy tức là R. Vậy R của chúng ta sẽ bằng căn 2 cm. Sau khi tính được R rồi, bán kính R rồi, bây giờ chúng ta sẽ vẽ cho cô đường tròn tâm O bán kính R. Chưa? Cô sẽ tiến hành vẽ nhá. Rồi các bạn sẽ quan sát này. Rồi, đây chính là đường tròn nội tiếp cái hình vuông ABCD.
Đó, vậy vừa rồi cô đã hoàn thành xong cái lời giải trong cái bài 61 của chúng ta, đúng không nào? Và về nhà thì chúng ta sẽ làm thêm cho cô các bài tập trong sách giáo khoa. Và đừng quên học cho cô cái phần lý thuyết trong bài học ngày hôm nay nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bài học số 9. Xin chào tất cả các em. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.